Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách quốc gia khởi nghiệp tác giả Dan Senor và Sao Singer người dịch Trí Vương đơn vị ủy thác bản quyền Alpha Books dòng đọc quy đạt một cuốn sách phải đọc Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập chủ tịch Trung Nguyên có một số câu hỏi mà chúng ta cần phải xác định là nỗi trăn trở đời người ấy là tại sao có người thành công kẻ thất bại tại sao có nước giàu Nước nghèo. Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, có tầm ảnh hưởng? Người khác làm được sao ta không làm được? Nước khác làm được sao nước ta không làm được? Trước những câu hỏi thời đại, ta cần phải thao thức nhiều ngày đêm, phải tìm hiểu qua nhiều sách vở, tham vấn nhiều nhân vật ảnh hưởng, phải nghiên cứu nhiều quốc gia và một sở thị nhiều cảnh đời. Có nhiều quốc gia dân tộc cần phải được điển cứu để rút ra nguyên lý thành công phổ quát cho Việt Nam. Và Israel là dân tộc không thể bỏ qua trên hành trình này. Cuốn sách đặc sắc mà bạn đang cầm trên tay kể nhiều câu chuyện kỳ thú làm toát lên phẩm chất vượt trội của con người và đất nước Israel. Sách phần nào giúp bạn giải mã hiện tượng Israel, phần nào trả lời những câu hỏi lớn điều trên. Tôi có thể may mắn hơn một số người khi có khá nhiều cơ hội đi thực địa Israel. Nỗi niềm đau đáu trong tôi là bằng cách nào mà một dân tộc chỉ với khoảng 14 triệu dân lại có thể sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel. Khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ đại tài để kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới. Làm thế nào mà một dân tộc 2.000 năm vong quốc lại có thể chi phối hành tinh? Làm thế nào mà một quốc gia 8 triệu dân với chỉ 65 năm tuổi, lại làm chủ được cuộc chơi, luôn nắm thế thượng phong trước khối thù địch tôn giáo hơn 350 triệu người bủ vây. Israel có tài nguyên thiên nhiên bằng không, 2 phần 3 diện tích là hoang mạc, còn lại là đồi núi, sỏi đá cằn cỗi, nước ngọt thiếu trầm trọng. Nghịch cảnh như vậy, điều kiện thiếu đức, thiếu nước, thiếu người như vậy mà họ vẫn luôn tự chủ Điều đáng suy ngẫm là diện tích nước ta lớn hơn Israel khoảng 12 lần, dân số đông hơn gần 11 lần và tài nguyên nhiều gấp bội Israel. Nhưng GDP đầu người lại kém họ 23 lần, thậm chí còn phải gián tiếp nhận viện trợ từ quốc gia này. Đây là nỗi niềm lớn của chúng ta. Ta cần phải hỏi, họ làm được sao ta không làm được? Họ nào phải thần thánh gì? Họ cũng là gia thịt, cũng sinh, lão, bệnh, tử như ta. Họ cũng là người như ta thôi. Vậy tại sao họ làm được mà ta không làm được? Ta tuyệt không thiếu bất kỳ một điều kiện nào để trở thành cường quốc. Nhưng phải chăng yếu tố chúng ta thiếu chính là sức mạnh tinh thần, nhất là tinh thần quật cường và đoàn kết trong thời bình. Trở thành doanh nhân khởi nghiệp là chuẩn mực trong xã hội Israel ngày nay. Rõ ràng, văn hóa đóng vai trò sinh tử trong phát triển quốc gia Bên cạnh tầm nhìn của giới tinh hoa, ý thức hệ, thể chế vĩ mô và chiến lược thực thi, được kích xúc bởi văn hóa khởi nghiệp. Phân tích người do Thái Israel, tôi đúc rút ra ba tinh thần đặc trưng. Chiến binh, doanh nhân và sáng tạo, đồng hành với hoài bão về dân tộc vĩ đại và tư duy toàn biên, toàn diện, toàn cầu. Trong đó, tinh thần sáng tạo là tinh thần luôn tư duy xé rào, tiếp cận khôn ngoan và đặc biệt là tinh thần sáng tạo có trách nhiệm. Tinh thần sáng tạo, theo tôi, được người Israel do Thái coi là năng lượng sống của họ. Sở dĩ quốc gia Israel hùng cường, ảnh hưởng như thế, làm chủ được thời đại như thế. Theo tôi, là bởi họ sợ đất một hoài bảo, ba tinh thần, mà tôi đã nhắc đi nhắc lại. Bạn hãy đọc sách và mai chí để hành động cho một Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn trước mọi mối đe dọa thiên tạo lẫn nhân tạo. Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì nước ta làm được. Ta nhất định làm được. Tôi nguyện sát cánh bên bạn. Khi cùng nhau, không gì là không thể. Lời nói đầu Con người có xu hướng ỷ lại vào trí nhớ hơn là ốc tưởng tượng. Ký ức đồng nghĩa với những điều quen thuộc còn trí tưởng tượng chỉ mang đến những điều xa lạ vì thế trí tưởng tượng đôi khi đáng sợ nó đòi hỏi người ta phải mạo hiểm từ bỏ những gì thân quen israel là quốc gia khởi nguồn từ trí tưởng tượng của những con người hai ngàn năm lưu vong với hành trang không có gì ngoài những lời cầu nguyện và sự thiếu vắng quê hương nhưng chính những lời nguyện cầu trọn vẹn này đã nuôi dưỡng hy vọng và lòng trung thành của người do thái với vùng đất hứa của cha ông họ cùng với sự ra đời của nhà nước israel lời nguyện cầu vĩ đại đó đã được gieo vào vùng đất nhỏ bé đất đai cằn cõi láng giềng thù địch hành trình cổ xưa từ ai cập đến israel dân tộc do thái chúng ta đã phải băng qua sa mạc khổng lồ thì nay khi quay về ngôi nhà của chúng ta vẫn là hoang mạc chúng ta đã phải xây dựng mọi thứ từ đầu như những con người nghèo khó trở về ngôi nhà trên mảnh đất tồi tàn của mình chúng ta phải khám phá sự giàu có trong khan hiếm vốn liếng duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng chính là con người mảnh đất khô cằn không tự dưng sản sinh ra vàng mà phải cần đến những con người tình nguyện làm nhiều hưởng ích họ đã phát minh ra lối sống mới như Kipers, đã xây dựng nên những thị trấn và cộng đồng dân cư từ nơi chưa hề tồn tại họ lao động cực lực và không bao giờ thỏa mãn với bản thân song họ cũng chính là những con người biết ước mơ và hướng đến sự sáng tạo là những nhà trí thức và lý tưởng nhưng họ không ngại ngần cày xới ruộng đồng bằng đôi tay của chính mình khi phát hiện đất đai khô cằn và thiếu nước họ đã chuyển sang phát minh và khoa học kỹ thuật mô hình hợp tác xã nông trang trở thành lòng ấp và người nông dân chính là nhà khoa học mọi ứng dụng công nghệ cao ở israel đều bắt đầu với ngành nông nghiệp thậm chí khi đất đai hạn hẹp và thiếu nước, Israel vẫn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nông nghiệp. Nhiều người vẫn xem nông nghiệp đồng nghĩa với lạc hậu về công nghệ, nhưng họ đã lầm. 95% bí mật làm nên năng suất nông nghiệp phi thường của Israel không gì ngoài công nghệ. Sự thù địch của môi trường xung quanh chưa bao giờ giảm. Israel đã bị tấn công 7 lần chỉ trong 60 năm đầu tiên kể từ khi lập quốc và bị cấm vận toàn diện về ngoại giao lẫn kinh tế không hề có lực lượng nước ngoài đến viện trợ cách duy nhất giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù áp đảo về mặt vũ khí chính là lợi thế được tạo ra do lòng dũng cảm và công nghệ kỹ thuật israel nuôi dưỡng sức sáng tạo không tương đồng với diện tích quốc gia mà với những mối đe dọa chúng ta phải đối mặt hơn thế nữa sức sáng tạo trên mặt trận an ninh còn tạo ra nền móng cho các ngành công nghiệp dân sự trong nước chiến lược phát triển quân sự của Israel thân là mục tiêu kép. Ví dụ như ngành hàng không phù hợp cho cả nhu cầu dân sự lẫn quân đội. Sự hợp tác giữa quân đội và các ngành công nghiệp dân sự đã trở thành vườn ươm công nghệ, mang đến cho rất nhiều thanh thiếu niên cơ hội được tiếp cận với những trang thiết bị tối tân và kinh nghiệm quản lý. Israel sẽ luôn là một nước nhỏ nếu xét về diện tích và dân số, nên sẽ không bao giờ có thể trở thành một thị trường tiêu dùng lớn hoặc phát triển những ngành công nghiệp quy mô nhưng nếu kích thước chỉ quyết định số lượng thì quy mô nhỏ hơn lại tạo ra cơ hội để tối ưu hóa yếu tố chất lượng lựa chọn duy nhất của israel là theo đuổi chất lượng dựa trên sự sáng tạo thủ tướng đầu tiên của israel đã từng phát biểu những chuyên gia chỉ là chuyên gia trong những chuyện đã có tiền lệ không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến để trở thành chuyên gia tương lai tâm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Tôi tin rằng, thập kỷ sắp tới sẽ rất thú vị đối với các lĩnh vực khoa học và công nghiệp vì sự phát triển cùng lúc của ba yếu tố sau. Thứ nhất, trí thông minh nhân tạo, năng lực xử lý số liệu và tư duy của máy tính đã tăng một triệu lần trong 25 năm qua. Thứ hai là sự gia tăng các khám phá khoa học, kết quả của việc gia tăng số lượng các nhà khoa học trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc và Ấn Độ cùng với những tiến bộ về công nghệ cuối cùng là sự ra đời của công nghệ nano sẽ giúp khám phá não bộ con người tạo vật kỳ vĩ nhất của vũ trụ thành tựu này cũng sẽ tiết lộ thêm những khả năng tiềm ẩn khác của con người mở ra nhiều phương thức giao tiếp mới tạo ra các thách thức mang tính xã hội theo những cách chúng ta chưa thể hình dung được với chỉ ba thay đổi này thôi chúng ta sẽ được chứng kiến những phép màu vượt xa đường chân trời của ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể phòng ngừa hoặc chiến thắng các căn bệnh nan y, giải quyết bao thẩn trong xã hội và du hành xa hơn vào không gian, hoặc sâu hơn xuống những đại dương. Thậm chí, chúng ta còn có cơ hội khám phá những điều bí ẩn nhất của nhân loại. Ý nghĩa tối thượng cho sự tồn tại của loài người và câu chuyện bí mật đằng sau ốc sáng tạo của mỗi chúng ta. Israel đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình vĩ đại đó hỗ trợ các quốc gia đồng hành khác cũng như nhận sự giúp đỡ từ họ cuốn sách các bạn đang cầm trên tay quốc gia khởi nghiệp là một liều thuốc giác ngộ nó có thể được xem như bản tóm lược tạm thời về lịch sử của israel một đất nước mà bản thân nó lúc nào cũng trong giai đoạn khởi nghiệp trong đó hai tác giả dan Chenor và saul singer kể lại câu chuyện về những con người israel luôn bất chấp và thách thức truyền thống xưa cũ những người đã tạo ra bí mật israel biến đất nước này thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đứng trước ngưỡng cửa dẫn vào thập kỷ mới đầy hấp dẫn và sôi động israel đang xây dựng để sẵn sàng bước vào giai đoạn khởi đầu của thời kỳ khám phá khoa học mới trong những năm tới israel sẽ tiếp tục giữ vững cam kết cho ngày mai tươi đẹp hơn với tinh thần luôn sẵn sàng mạo hiểm và tự làm mới bản thân hy vọng rằng bằng việc tăng cường nắm bắt các lĩnh vực khác chúng ta sẽ không chỉ đảm nhiệm vai trò mang lại hòa bình cho khu vực mà còn tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn để thỏa mãn ước mơ của nhân loại về sức khỏe thịnh vượng và tự do cho mọi người ở mọi nơi. Simon Peres, nguyên tổng thống Israel. Ghi chú của nhóm tác giả. Cuốn sách này bàn về sự cách tân và tinh thần khởi nghiệp, cũng như những nhân tố giúp một tiểu quốc như Israel có thể đạt được cả hai yếu tố trên. Đây không phải cuốn sách về công nghệ. Dù chúng tôi có nhắc đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, tuy rất thích thú trước những ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới hiện đại, nhưng chúng tôi chỉ tập trung bàn về hệ sinh thái, đã và đang tạo ra những ý tưởng kinh doanh mới theo cách hợp lý nhất. Cuốn sách có sự pha trộn giữa một chút khám phá, một chút tranh cãi và một chút văn kể chuyện. Có thể bạn đã nghĩ rằng quyển sách sẽ được viết theo thứ tự thời gian, xoay quanh các doanh nghiệp hoặc những nhân tố chủ chốt mà chúng tôi xác định là những người đã góp phần tạo ra hình mẫu cách tân của Israel. Tuy bị cám dỗ bởi ý tưởng mang tính tổng quát điều trên, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã lựa chọn cách tiếp cận chi tiết và tỉ mỉ hơn để viết cuốn sách này chúng tôi đã đánh giá lịch sử và văn hóa israel chắc lọc những câu chuyện của các công ty để tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của dân tộc do thái và những biểu hiện của nó chúng tôi còn phỏng vấn một số nhà kinh tế học và nghiên cứu quan điểm của họ thậm chí chúng tôi còn mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực lịch sử kinh doanh và địa chính trị tuy sự ngưỡng mộ dành cho những câu chuyện chưa được kể của nền kinh tế israel đã đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy chúng tôi viết cuốn sách này, cũng như đề cập đến những lĩnh vực mà Israel đang bị tụt hậu. Chúng tôi cũng đánh giá nguy cơ đe dọa thành công của quốc gia này. Phần lớn những đánh giá này sẽ khiến độc giả ngạc nhiên, do chúng hoàn toàn không liên quan đến những gì bạn thường được nghe từ các phương tiện truyền thông quốc tế. Trong cuốn sách, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu hai vấn đề – Tại sao các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo của Mỹ không tận dụng được lợi thế của những doanh nhân tài năng đã từng trải nghiệm và được đào tạo trong môi trường quân đội? Điều này hoàn toàn trái ngược với nền kinh tế Israel. Và tại sao thế giới Ả Rập lại gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới doanh nhân? Trên thực tế, những đề tài này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ và sâu rộng hơn phạm vi của cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Thậm chí cần phải viết một cuốn sách dành riêng cho từng chủ đề trên. Cuối cùng, nếu có một câu chuyện thường bị bỏ qua bất chấp sự đưa tin rộng rãi của giới truyền thông về Israel, thì đó chính là những số liệu kinh tế chủ chốt, thể hiện rằng Israel là đại diện cho sự tập trung cao độ của ý chí cách tân và tinh thần khởi nghiệp của nhân loại đương đại. Cuốn sách là nỗ lực của chúng tôi để giải thích hiện tượng trên, hiện tượng Israel. Lời giới thiệu Nói hay đấy, nhưng anh định làm gì? Simon Perez nói với Sai Agassi. Hai người, người đàn ông tạo thành một cặp đôi kỳ lạ khi họ ngồi chờ trong một dãy buồn sang trọng của khách sạn Sheraton Sea Hub trên núi Alper. Phần vắt ngang qua lãnh thổ Thụy Sĩ. Không đủ kiên nhẫn để xóa tan bầu không khí căng thẳng bằng những câu tán gẫu. Họ chỉ nhìn nhau đầy lo âu Người đàn ông lớn tuổi, có lẽ gấp đôi tuổi người thanh niên còn lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Ông không thuộc tiếp người dễ nản lòng. Người thanh niên bộc lộ vẻ tự tin thường thấy ở một kẻ thông minh. song việc liên tục bị từ chối, bắt đầu thúc đẩy sự hoài nghi trong anh. Liệu anh có đủ sức vật dậy ba ngành công nghiệp khổng lồ? Anh thật sự lo lắng cho buổi họp kế tiếp. Không hiểu vì sao người đàn ông lớn tuổi lại chấp nhận mạo hiểm với cái giá là nguy cơ bị mất danh dự vì ông chính là người Israel nổi tiếng nhất thế giới, người đã hai lần giữ chức vụ thủ tướng và từng đoạt giải Nobel hòa bình. Ở tuổi 83, Simon Peres chắc chắn không cần thêm cuộc phiêu lưu nào nữa. Để có được cuộc gặp gỡ này cũng đã là một thử thách lớn. Simon Peres được xem như cây đại thụ trên diễn đàn kinh tế thế giới Davos được tổ chức hàng năm. Đối với cánh truyền thông, việc chờ xem nhà lãnh đạo Ả Rập nào sẽ bắt tay Simon Perez cũng là nguồn tin dự đoán những gì đang thực sự diễn ra đằng sau một sự kiện được ngụy trang bằng vỏ bọc hội thảo kinh tế. Simon Perez là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng mà giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn gặp. Vì thế, khi Perez đưa ra lời mời gặp gỡ CEO của năm nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, nghĩa là ông thực sự muốn gặp họ. Nhưng đó là đầu năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dường như vẫn còn rất xa vời và các lãnh đạo ngành công nghiệp xe hơi này vẫn chưa cảm nhận được sức ép mà họ sẽ phải trải qua chỉ một năm sau đó. Và ba ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler đã không đáp lại lời mời của Simon Perez. Chỉ một nhà lãnh đạo được mời xuất hiện, xong ông ta lại dành toàn bộ 25 phút đầu của cuộc nói chuyện để chứng minh ý tưởng của Perez là bất khả thi. Nhân vật này không buồn lắng nghe kế hoạch của Thủ tướng Israel về một thế giới chỉ sử dụng phương tiện chạy bằng điện. Và giả sử con nghe chăng nữa, ông ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu nó ở một quốc gia tí hon như Israel. Nghe này, tôi đã đọc các tài liệu của Sai Agassi rồi. Vì lãnh đạo nói với Perez, ám chỉ những bạch thư gửi kèm thư mời trước đó. Cậu ta thật sự đang hoang tưởng, làm gì có loại xe chạy được bằng điện. Chúng tôi đã thử nghiệm rồi, nhưng không thành công. Ông ta tiếp tục khẳng định loại xe hybrid mới là giải pháp thực tế nhất. Sai Agassi chính là người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Simon Perez. Tại thời điểm đó, anh đang là CEO của SIP, Đức, công ty sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp lớn nhất thế giới anh gia nhập SAP năm 2000, sau khi doanh nghiệp này mua lại công ty anh mới thành lập, Top Tire Software, với giá 400 triệu đô la Mỹ, USD. Vụ chuyển nhượng này chứng minh một thực tế rằng, mặc dù bong bóng công nghệ đã vỡ, thì trước đó một số công ty của Israel vẫn thu được lợi nhuận. Agassi thành lập Top Tire khi anh chỉ mới 24 tuổi. 15 năm sau, anh lãnh đạo hai công ty con của SAP, trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất và là người duy nhất không mang quốc tịch Đức đứng vào hàng ngũ ban giám đốc SAP và còn nằm trong danh sách đề cử chức vụ CEO. Dù để mất chức vụ này ở tuổi 39, anh vẫn tự tin sẽ đến ngày nó là của anh. Thế mà giờ đây, Agassi cùng vị tổng thống kế nhiệm của Israel là Simon Peres đang phải cố gắng giảng giải cho một lãnh đạo ngành ô tô về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Lúc này, thậm chí ngay cả Agassi cũng bắt đầu hoài nghi toàn bộ ý tưởng của mình là vô lý, đặc biệt khi nó hoàn toàn mang tính lý thuyết. Tại diễn đàn doanh nhân trẻ diễn ra hai năm trước, sự kiện mà Agassi gọi là Baby Davis, anh đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ phải tìm cách biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho đến năm 2030 phần lớn đại biểu tham dự đều cho rằng doanh nghiệp của họ cần cải tiến chiến lược kinh doanh riêng agassi lại trình bày một ý tưởng tham vọng đến nỗi ai cũng nghĩ rằng anh quá ngây thơ tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần làm là tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ anh nói agassi tin rằng chỉ cần một quốc gia không cần đến dầu mỏ cả thế giới sẽ học theo và điều đầu tiên là phải có những chiếc xe hơi không chạy bằng xăng nhưng nếu chỉ ý tưởng này thôi, thì vẫn chưa phải là cái nhìn sâu sắc mang tính cách mạng. Agassi đã nghiên cứu những công nghệ tiên tiến như tế bào năng lượng hydro để mang lại động năng cho xe. song chúng đều quá xa vời. Ít nhất phải 10 năm nữa mới thực hiện được. Vì thế Agassi quyết định chỉ tập trung vào công nghệ dễ chế tạo nhất. Xe chạy bằng ắc quy sạc. Trong quá khứ, ý tưởng này đã từng bị loại bỏ do còn nhiều hạn chế và quá tốn kém nhưng Agassi tin rằng anh có giải pháp làm cho xe điện không chỉ trở nên khả thi mà còn phù hợp với người sử dụng. Nếu xe điện cũng mạnh mẽ như xe hơi chạy bằng xăng thì ai lại không muốn có một chiếc? Hiểm họa chiến tranh thường trực đã khiến người Israel với dân số chỉ chiếm một trên một ngàn tổng dân số thế giới luôn có thái độ nghi ngờ đối với những lời giải thích thông thường. Nếu bản chất của người Israel như Perez nói với chúng tôi sau này là không bao giờ biết thỏa mãn thì agassi chính là đại diện tiêu biểu của quốc gia này nhưng nếu không có perez thì có thể agassi cũng không đủ can đảm theo đuổi ý tưởng của anh đến cùng sau khi nghe agassi thuyết phục về việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ perez đã gọi cho agassi và hỏi nói hay đấy nhưng anh định làm gì cho đến tận lúc đó agassi nói anh chỉ đơn thuần là đang giải một câu đố đó vẫn chỉ là lý thuyết trên giấy nhưng rồi chính perez đã đặt vấn đề với agassi theo cách rõ ràng nhất cậu có thực sự làm được điều này không còn gì quan trọng hơn việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dòng mỏ ai sẽ thực hiện điều này nếu không phải là cậu và cuối cùng perez kết thúc bằng câu hỏi tôi sẽ giúp được gì cho cậu perez không nói suông sau Giáng sinh năm 2006. Ông đã lôi Agassi vào cân lốc 50 cuộc gặp gỡ với nhóm các nhà lãnh đạo của chính phủ và ngành công nghiệp hàng đầu Israel, bao gồm cả thủ tướng. Agassi thổ lộ, Cứ mỗi sáng, tôi có mặt trong văn phòng của Perez, tóm tắt lại nội dung cuộc họp hôm trước, và ông ấy gọi điện để sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho ngày hôm sau. Nếu không có Perez, có thể tôi đã không có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với những nhân vật đó. Barrett gửi thư đến năm nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, kèm theo tài liệu trình bày của Agassi. Đây chính là lý do Perez và Agassi căng thẳng, ngồi chờ trong phòng khách sạn sang trọng ở Thụy Sĩ. Đây gần như là cơ hội cuối cùng của bộ đôi này. Cho đến buổi gặp gỡ đầu tiên, Perez cũng mới chỉ nghe một đống khái niệm từ tôi, một người có chuyên môn trong lĩnh vực phần mềm máy tính. Tôi biết được những gì ông ấy đã chấp nhận mạo hiểm vì tôi. Những cuộc gặp mặt Davis là dịp đầu tiên để Perez đích thân đánh giá ý tưởng đối với những người thật sự làm trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Và vị lãnh đạo đầu tiên mà họ gặp không những đã dập tắt ý tưởng đó, mà còn dành phần lớn thời gian ra sức thuyết phục Perez và Agassi từ bỏ tham vọng của họ. Agassi đã rất xấu hổ. Tôi đã làm vị chính khách quốc tế đó hoàn toàn bẻ mặt bằng cách nhìn ông ta như thể ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nhưng buổi hẹn tiếp theo của họ sắp bắt đầu. Carlos Ghosn, CEO của Reynolds Nissan, nổi danh trong giới kinh doanh thế giới như một nghệ sĩ thay đổi hàng đầu. Sinh ra tại Brazil, nhưng bố mẹ là người Lebanon. Ghosn rất nổi tiếng ở Nhật khi ông điều hành Nissan. Khi đó đang thua lỗ nặng nề và giúp tập đoàn này thu về lợi nhuận chỉ sau 2 năm người Nhật biết ơn Gon và đáp lễ bằng bộ truyện tranh được phóng tác dựa trên cuộc đời thật của ông. Perez bắt đầu bằng giọng nói nhẹ đến mức Gon không nghe rõ, nhưng Agassi lại rất kinh ngạc. Sau khi hứng chịu màn chỉ trích từ cuộc họp hôm trước, Agassi ngỡ Perez sẽ nói điều gì đó đại loại như Sai Agassi có một ý tưởng đầy tham vọng về xe điện. Tôi sẽ để cậu ấy trình bày và ông có thể cho cậu ấy biết ý kiến của mình. Nhưng thay vì lui về, Perez bỗng trở nên hăng hái hơn khi thuyết phục và thái độ cũng mạnh mẽ hơn. Thời của dầu đã qua, người ta vẫn khai thác dầu, nhưng không thực sự cần nó nữa. Quan trọng hơn, Perez nhấn mạnh với Gon, dầu là thứ đang nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn. Chúng ta không cần đến lá chắn phòng thủ tên lửa Katusha. Ông chỉ ra, nếu tìm được cách cắt đứt nguồn viện trợ cho chúng ở chốt chặn đầu tiên, rồi Perez chủ động ngăn chặn mọi tranh cãi bằng cách khẳng định những công nghệ thay thế vẫn chưa ra đời. Ông biết các đại gia xe hơi trên thế giới đang thử nghiệm một loạt các giải pháp mới, như xe Hybrid, xe Hybrid Plug-in và xe điện nhỏ, nhưng không công nghệ nào trong số này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải. Chỉ 5 phút sau khi Perez bắt đầu trình bày, Gon ngắt lời. Ông Perez, tôi đã đọc tài liệu của Sai rồi. Perez và Agassi cố không nhăn mặt, nhưng cả hai đều cảm thấy buổi gặp mặt sắp đi đúng hướng. gần nói, câu ta hoàn toàn đúng. Chúng ta có cùng ý nghĩ, tương lai phải là điện. Chúng tôi có xe hơi rồi và cả ác quy nữa. Perez gần như không nói nên lời. Chỉ vài phút trước, ông và Agassi đã hứng chịu màn thuyết giáo say sưa vì sao xe điện là thứ vô dụng và xe hybrid là giải pháp tốt hơn nhưng cả Perez và Agassi đều biết rõ, xe hybrid đồng nghĩa với ngõ cục. Làm sao một phương tiện lại có thể cùng lúc trang bị hai nguồn năng lượng riêng biệt? Hiện giá xe hybrid rất đắt, trong khi chỉ tiết kiệm được 20% năng lượng so với các loại xe thông thường. Họ không thể đưa một quốc gia thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào dầu bằng loại công nghệ này. Theo quan điểm của Perez và Agassi, dùng hybrid không khác gì việc chữa vết thương do đạn súng trường gây ra bằng băng cá nhân cả. Chưa bao giờ họ nghe những điều này từ một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô. Vì thế, Perez đã buộc miệng hỏi Gon. Vậy ông nghĩ gì về xe hybrid? Tôi thấy chúng không có ý nghĩa gì hết. Xe hybrid giống như nàng tiên cá vậy. Khi bạn muốn con cá thì bạn nhận được người phụ nữ. Khi bạn muốn người phụ nữ thì bạn lại nhận được con cá. Gon trả lời một cách đầy tự tin. Trang cười sau đó của Perez và Agassi vừa chân thành, vừa bộc lộ cảm giác nhẹ nhõm. Liệu họ đã tìm thấy một đối tác thật sự phù hợp với tầm nhìn của mình? Bây giờ lại đến lượt gòn lo lắng. Dù là người lạc quan, nhưng những trở ngại cơ bản của xe điện vẫn còn đó. Ác quy có giá quá cao, quãng đường di chuyển chưa bằng bộ phần hai xe chạy xăng. Thời gian sạc thì lâu, giá quá cao trong khi mức độ tiện dụng gần như bằng không xe sạch không khói vẫn chỉ là một ngách rất nhỏ trên thị trường đáp lại perez nói ông cũng từng có những hoài nghi tương tự cho đến khi gặp agassi câu nói này là tín hiệu gợi ý cho agassi giải thích cách thức giải quyết những khó khăn trở ngại này bằng công nghệ hiện có chứ không phải những phép màu năng lượng phải mất hàng thập kỷ nữa mới xuất hiện lúc này sự chú ý của golf đã chuyển từ Perez sang Agassi. Ý tưởng của Agassi vừa hợp lý vừa đơn giản. Xe điện đắt tiền chỉ vì ắc quy của chúng có giá quá cao. Bán chiếc xe được trang bị ắc quy cũng giống như bán xe với lượng xăng đủ dùng trong vài năm. Nhưng khi tính toán chi phí, xe điện thật ra lại rẻ hơn rất nhiều. Trung bình mỗi dặm chỉ tốn 7 xu, đã bao gồm ắc quy và điện sạc, so với 10 xu cho mỗi dặm chạy bằng xăng khoảng 2,5 USD trên 1 gallon. Nếu giá xăng dầu tăng lên 4 USD trên 1 gallon, thì khoảng cách chi phí này lại càng khổng lồ. Hãy tưởng tượng, bạn không mất tiền mua ác quy như một loại nhiên liệu. Khi mua xe, thay vào đó, chi phí cho ác quy sẽ được phân bổ cho suốt quá trình sử dụng xe. Do đó, xe điện sẽ rẻ như xe chạy bằng xăng, và chi phí sạc ác quy chắc chắn sẽ rẻ hơn xăng dầu. Về lâu, về dài, lợi thế về chi phí điện chắc chắn sẽ tăng khi ắc quy ngày càng rẻ hơn. Vượt qua rào cản giá cả là bước đột phá lớn nhất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để xe điện trở thành xe hơi 2.0, như Agassi nói. Thay thế hoàn toàn mô hình giao thông từng được Henry Ford phát minh cách đây hơn một thế kỷ. Xe truyền thống có thể đi được 300 dặm chỉ với 5 phút tiếp nhiên liệu. Gon tự hỏi, liệu xe điện có thể cạnh tranh được không? giải pháp của Agassi là cơ sở hạ tầng. Hàng ngàn bãi đậu xe được liên kết thành mạng lưới, xây dựng các trạm thay ắc quy dọc đường và điều phối toàn bộ các trạm này bằng mạng lưới thông minh. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần sạc ắc quy cho xe tại nhà và chỗ làm là đủ để phương tiện hoạt động cả ngày. Những ai có nhu cầu di chuyển đường dài có thể thay ắc quy tại các trạm đổi dọc đường. Tương tự việc đổ xăng, dầu truyền thống Agassi đã mời một vị tướng Israel về hưu, có kinh nghiệm quản lý hậu cần phức tạp, đảm nhiệm chức CEO công ty địa phương, có trách nhiệm quy hoạch hệ thống đường dây và mạng lưới sạc điện, đổ xe trên cả nước. Điểm then chốt trong mô hình này là khách hàng sở hữu xe, còn doanh nghiệp của Agassi, Better Place, sẽ sở hữu ắc quy cho chiếc xe của khách hàng. Nó hoạt động thế này, Agassi bắt đầu nói kỹ hơn, giống như điện thoại di động vậy bạn đến nhà cung cấp. Nếu muốn, bạn có thể trả tiền một lần duy nhất để sở hữu thiết bị và không cần cam kết gì. Nhưng thường thì ai cũng sẽ ký hợp đồng từ 2 tới 3 năm. Đổi lại, họ được sở hữu thiết bị miễn phí hoặc chỉ phải mua với giá tượng trưng rất rẻ. Xe điện cũng làm được y hạch vậy. Akashi giải thích thêm. Better Place sẽ đóng vai trò như nhà mạng di động. Bạn đến đại lý xe và ký hợp đồng sử dụng dựa trên số dặm thay vì số phút rồi nhận một chiếc xe điện. Chỉ có điều họ không sở hữu ác quy, mà là Better Place. Công ty của Agassi sẽ thu về lợi nhuận không chỉ từ việc bán xe, mà từ các dịch vụ liên quan đến ác quy của khách hàng, trong vòng 4 năm hoặc lâu hơn. Với mức phí mà khách hàng thường chi cho xăng dầu hàng tháng, thì nay họ có thể trả cho điện và ác quy. Agassi kết luận, bạn vừa sử dụng một phương tiện sạch với môi trường, mà chi phí lại rẻ hơn xe chạy bằng xăng. Agassi tiếp tục trả lời phần Perez bỏ lửng bằng câu hỏi Tại sao lại chọn Israel làm thí điểm cho dự án này? Thứ nhất là vấn đề diện tích. Israel là quốc gia thử nghiệm hoàn hảo cho xe điện. Diện tích nhỏ và láng giềng thù địch đã khiến nơi đây trở thành một ốc đảo di chuyển khép kín. Vì người Israel không thể lái xe ra ngoài biên giới quốc gia nên khoảng cách di chuyển của họ luôn quanh quẩn trong một diện tích bé nhất gì thế giới. Điều này giúp giới hạn số lượng trạm đổi ác quy mà Better Place phải xây dựng trong giai đoạn đầu của dự án. Bằng cách cô lập Israel, Agassi nói với nụ cười tinh quái, kẻ thù của họ đã vô tình tạo ra một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thử nghiệm các ý tưởng mới. Thứ hai, người Israel ý thức rõ những phí tổn về tài chính và bảo vệ môi trường khi phải lệ thuộc vào dầu mỏ. Thứ ba, bản chất của người dân Israel là luôn ưa thích cái mới. Họ gần như đứng đầu thế giới về thời gian truy cập internet và tỷ lệ sử dụng điện thoại di động lên đến 125%, nghĩa là đa số đều có nhiều hơn một chiếc. Một điều không kém phần quan trọng, Agassi biết anh có thể tìm thấy ở Israel những nguồn lực cần thiết để giải quyết phần mềm phức tạp cho mạng lưới điện toán thông minh. Có nhiệm vụ mở các điểm sạc và quản lý quá trình sạc ác quy của hàng triệu xe cùng lúc mà không bị quá tải. Israel là quốc gia có mật độ kỹ sư giỏi và chi tiêu cho công tác nghiên cứu, phát triển khoa học nhiều nhất thế giới. Nó sẽ là nơi lý tưởng để thực hiện dự án này. Agassi còn muốn tiến xa hơn nữa. Suy cho cùng, nếu Intel có thể sản xuất đại trà loại chip tinh xảo nhất của họ tại Israel, tại sao Renault Nissan lại không thể chế tạo xe điện ở đây? Gon cho rằng việc này chỉ khả thi với điều kiện số lượng xe sản xuất tại Israel phải đạt ít nhất 50.000 chiếc một năm. Không chớp mắt, Peret cam kết với Gon con số 100.000 xe một năm tại Israel. Gon đồng ý, miễn sao Peret giữ lời hứa của mình. Trước buổi gặp với Gon, Agassi cần ba yếu tố để thực hiện kế hoạch. Một quốc gia, một công ty sản xuất xe hơi và tiền. Nhưng để đạt được bất cứ yếu tố nào trong đó anh cần phải có được hai yếu tố còn lại trước. Ví dụ, khi Peres và Agassi đánh gặp Thủ tướng Elhard Olmert để cam kết giúp Israel thoát cảnh lệ thuộc vào dầu mỏ, ông đã đặt ra hai điều kiện. Agassi phải ký được giao kèo với một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và gây quỹ 200 triệu USD, số vốn cần thiết để phát triển mạng lưới điện toán thông minh, biến nửa triệu bãi đậu xe thành điểm sạc điện và xây dựng mới các trạm đội ắc quy Agassi đã có nhà sản xuất ô tô. Giờ là lúc thực hiện điều kiện thứ hai, tiền. Tuy nhiên, Agassi đã lắng nghe đủ để tin rằng ý tưởng của anh có thể thực hiện được. Anh quyết định bỏ việc tại SAP, một quyết định làm giới công nghệ choáng ván, để thành lập Better Place. Agassi đã trải qua bốn cuộc thảo luận với ban lãnh đạo SAP để thuyết phục rằng anh hoàn toàn nghiêm túc khi nghỉ việc. Tuy nhiên, Giới đầu tư quốc tế không hào hứng nhảy vào một dự án đòi hỏi phải tái định hình ba ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới là xe hơi, dầu mỏ và điện. Thêm vào đó, xe điện sẽ vô dụng nếu không có cơ sở hạ tầng mạng lưới ắc quy phải được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh trước khi xe điện được sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa là mất 200 triệu USD để mắc lại hệ thống dây điện cho toàn bộ đất nước, một phía tổn đầu tư khổng lồ khiến cho bất cứ nhà đầu tư nào cũng thấy đau đầu. kể từ khi bong bóng công nghệ tiêu tan vào năm 2000, giới đầu tư tài chính quốc tế đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều. không ai muốn chi một núi tiền thật mà lợi nhuận thì chưa thấy đâu. trừ một nhà đầu tư tỷ phú người Israel, Itzhak Ofer người trước đó từng có phi vụ đầu tư khổng lồ vào Trung Quốc bằng việc thâu tóm lượng lớn cổ phần tại hãng xe hơi Terry Auto Mobile sáu tháng trước offer mua một nhà máy lọc dầu, cho nên ông cũng được xem là có hiểu biết về ô tô và dầu mỏ. Khi Mike Ranoff, nhà đầu tư người Mỹ, đầu tiên của Better Place, gợi ý Agassi gõ cửa nhà offer, Agassi nói, Tại sao ông ấy lại để tôi lôi kéo ra khỏi hai công việc kinh doanh mới nhất của mình? Nhưng rồi, anh cũng không có gì để mất. Sau 45 phút trao đổi, Offer đồng ý cấp cho Agassi 100 triệu USD về sau, ông đầu tư thêm 30 triệu USD và yêu cầu đội ngũ người Trung Quốc làm xe điện cho dự án. Agassi đã kiếm được 200 triệu USD, biến Better Place thành doanh nghiệp mới thành lập lớn thứ năm trong lịch sử. Israel trở thành nơi thí điểm đầu tiên và các nước khác nhanh chóng tiếp bước. Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết, chính phủ Đan Mạch, Úc, khu vực Vịnh San Francisco, Hawaii và tỉnh Ontario Tỉnh đông dân nhất Canada đã tuyên bố sẽ tham gia dự án. Better Place cũng là công ty nước ngoài duy nhất được đề nghị cạnh tranh trong việc phát triển hệ thống xe điện cho Nhật. Một động thái bất thường được đánh giá rất cao trong lịch sử vì chính sách bảo hộ nội địa của chính phủ Nhật. Trong số những người hoài nghi có Thomas Weber, giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mercedes. Ông cho biết vào năm 1972, Mercedes từng chế tạo một mẫu xe buýt chạy bằng điện với ắc quy có thể tháo rời, đặt tên là LE306. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng việc tháo lắp ắc quy có thể gây chập điện và cháy nổ. Câu trả lời của Better Place nằm ở trạm đổi ắc quy. Nó hoạt động tương tự các trạm rửa xe tự động. Khi khách hàng lái xe vào một trạm đổi ắc quy, chiếc xe sẽ được một tấm thép nâng lên, tháo chốt giữ viên ắc quy viên ắc quy đã cạn sẽ được cho vào trạm sạc và một viên ắc quy mới sẽ được lắp lại vào phần dưới xe. Toàn bộ quy trình diễn ra chỉ trong vòng 65 giây. Agassi rất tự hào về phương pháp mà đội ngũ kỹ sư của anh đã áp dụng để xử lý việc tháo lấp và thay thế những viên ắc quy nặng hàng trăm bao. Họ đã sử dụng hệ thống mốc tương tự để giữ những quả bơm nặng 500 bao trên các máy bay chiến đấu. Không hề có sai sót nào trong cơ chế thả bơm Áp dụng hệ thống này, ắc quy được đảm bảo trong xe điện, ngay cả khi đã bị tháo rời. Nếu dự án này thành công, tác động toàn cầu của Better Place về mặt kinh tế, chính trị và môi trường, vân vân, có thể vượt qua những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Và ý tưởng này sẽ lan rộng từ Israel ra khắp nơi. Những doanh nghiệp như Better Place và doanh nhân như Agassi không phải ngày nào cũng xuất hiện. Scott Tobin, một nhà đầu tư thuộc quỹ Parter Ventures, Mỹ, đã dự đoán ý tưởng vĩ đại tiếp theo sẽ đến từ Israel. Trong nháy mắt, Israel cho thấy tại sao nó không quá bất ngờ. Những công ty công nghệ và giới đầu tư toàn cầu đang mở đường đến Israel và ở đây họ tìm thấy sự kết hợp độc đáo giữa sự táo bạo, óc sáng tạo và những con người quả cảm. Điều này lý giải tại sao số lượng các công ty Israel có tên trên sàn chứng khoán NASDAQ, nhiều hơn tất cả các công ty của châu Âu cộng lại. Israel là quốc gia có mật độ các doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất thế giới, với tổng số 3.850 doanh nghiệp mới lập, đồng nghĩa với cứ 1.844 người Israel thì lại có một doanh nghiệp. Sàn chứng khoán New York không phải là đối tượng duy nhất bị Israel thu hút, mà còn một lĩnh vực khác có vai trò quan trọng định nhất đối với lĩnh vực công nghệ, đầu tư mạo hiểm. Năm 2008, vốn đầu tư bình quân đầu người Israel nhiều gấp 2,5 lần Mỹ, 30 lần so với châu Âu, 80 lần so với Trung Quốc và 350 lần so với Ấn Độ. Xét trên số liệu cụ thể, Israel với dân số 7,1 triệu người thu hút 2 tỷ USD từ các nguồn đầu tư, tương đương với số vốn do 61 triệu dân Anh và 145 triệu dân Pháp và Đức cộng lại thu hút được. Israel cũng là nước duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của các nguồn vốn đầu tư từ năm 2007 đến năm 2008, như minh họa trong hình 1.1. Mời các bạn vuốt sang trái để xem hình. Sau Mỹ, Israel là quốc gia có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, kể cả Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Ireland. Như minh họa trong hình 1.2, hình 1.3 cho thấy rõ Israel dẫn đầu thế giới về ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển khoa học. Mời các bạn vuốt sang trái để xem hình. Theo số liệu trong hình 1.4, Israel có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của nhóm các nước phát triển liên tục trong nhiều năm, kể từ 1995. Thậm chí, những xung đột vũ trang cũng không thể cản bước tiến kinh tế của Israel. Từ năm 2000 đến năm 2006, Israel không những chịu ảnh hưởng khi bong bóng công nghệ toàn cầu tan vỡ, mà còn trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong lịch sử tấn công khủng bố và cuộc chiến Lebanon lần thứ hai Thế nhưng, thị phần của Israel trong thị trường liên doanh toàn cầu vẫn tăng trưởng gấp đôi, từ 15% lên 31%. Mời các bạn vuốt sang trái để xem hình. Trong ngày cuối cùng của cuộc chiến Lebanon lần thứ hai, thị trường chứng khoán Tel Aviv còn cao hơn cả ngày đầu tiên của cuộc chiến ngay cả khi trước đó Israel vừa thực hiện chiến dịch quân sự kéo dài 3 tuần vào giải Gaza năm 2009. Câu chuyện của nền kinh tế Israel đặc biệt gây tò mò khi xem xét tình trạng nghiêm trọng của quốc gia này trong nửa thế kỷ trước. Gia đình Shai Agassi chuyển từ Iraq đến Israel năm 1950. Hai năm sau ngày ra đời của nhà nước Israel gia đình agassi chỉ là một phần trong biển người tị nạn chạy trốn làn sóng bạo lực đang bùng phát trong thế giới ả rập sau khi nhà nước israel ra đời tại thời điểm đó nhà nước do thái non trẻ cùng lúc phải đối mặt với hai thử thách tưởng chừng không thể vượt qua chiến đấu cho nền độc lập và tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn di cư từ châu âu và các quốc gia ả rập xung quanh dân số israel tăng gấp đôi chỉ trong hai năm đầu lập quốc trong bảy năm sau đó con số này tăng thêm một phần ba cứ ba người israel thì có đến hai người mới di cư đến ngay khi vừa cập bến những người tị nạn đã bị buộc phải cầm súng và gửi ra chiến trường có những người vừa sống sót từ trại tập trung của đức quốc xã thì nay đã ngã xuống trên chiến trường trước cả khi tên tuổi họ được ghi lại xét trên tỷ lệ tương quan số người israel hy sinh để bảo vệ nhà nước israel còn nhiều hơn số lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc đại chiến thế giới. Những ai sống sót phải phát triển nền kinh tế kiệt quệ. Mọi thứ đều bị hạn chế. Một người mới nhập cư than phiền. Chúng tôi có sổ mua hàng, phải xếp hàng dài để mua theo chế độ tem phiếu. Mỗi tuần chỉ được một quả trứng. Lúc đó, mức sống trung bình của người dân Israel được so sánh là ngang bằng với người Mỹ những năm 1800. Vậy làm thế nào mà một quốc gia khởi nghiệp như Israel không những tồn tại mà còn vươn mình từ một nơi tù túng bị bao vây để trở thành một cỗ máy công nghệ cao, đạt tăng trưởng hơn 50 lần trong vòng 60 năm? Làm thế nào mà một cộng đồng người tị nạn không xu dính túi chuyển mình từ vùng đất mà Mark Twain từng miêu tả là một đất nước hoang vắng và thay lương, thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới? Đến nhà phân tích chính trị kinh tế người Israel G.D. Rinston cũng phải kinh ngạc thốt lên. Xem này, vị thế kinh tế của chúng tôi so với nước Mỹ đã tăng gấp đôi, dân số tăng gấp 5 lần và phải đối phó với ba cuộc chiến tranh. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới. Ông còn nhận định rằng, các doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục mang trình diễn ngoạn mục hơn nữa. Vùng Đức Thánh không chỉ là điểm đến của đoàn người hành hương trong nhiều thế kỷ nay, mà còn thu hút nhiều đối tượng khác. CEO kiêm chủ tịch Google, ông Eric Schmidt, nói rằng Mỹ là điểm đến số một cho các doanh nghiệp. Nhưng sau Mỹ, Israel là nơi tốt nhất. CEO của Microsoft, Steve Ballmer, đã gọi Microsoft là một doanh nghiệp Israel. Vì số lượng và vai trò trung tâm của đội ngũ nhân viên người Israel trong công ty này, Tỷ phú Mỹ Warren Buffett, người luôn ác cảm với những rủi ro đã tự phá vỡ nguyên tắc không bao giờ mua các công ty nước ngoài trong nhiều thập niên của ông. Bằng việc thâu tóm ISCAR Metalworking, một doanh nghiệp Israel với giá 4,5 tỷ USD. Ngay trước thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Lebanon năm 2006, Thật khó để các doanh nghiệp công nghệ không đẩy mắt đến Israel. Gần một nửa các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã mua lại các doanh nghiệp mới thành lập của Israel hoặc mở các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại đây. Chỉ riêng hãng Cisco đã mua lại chính doanh nghiệp của Israel và vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Paul Smith, phó chủ tịch Philips Medical, phát biểu, Chỉ hai ngày ở Israel, tôi đã nhìn thấy nhiều cơ hội hơn phần còn lại của thế giới trong một năm. Rary Sandberg, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng viễn thông British Telecom, nhận xét, Israel có nhiều ý tưởng hoàn toàn mới không phải loại ý tưởng bình mới rượu cũ hơn cả thung lũng silicon và sức sáng tạo của họ chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới mặc dù câu chuyện về công nghệ của Israel đang dần được biết đến nhiều hơn nhưng ngay cả những người kể lại nó cũng không tránh khỏi kinh ngạc phó chủ tịch hãng npc universal được cử đến Israel để thăm dò các công ty truyền thông kỹ thuật số của nước này đã tự hỏi tại sao tất cả những điều này lại xảy ra ở israel tôi chưa bao giờ chứng kiến tất cả sự hỗn loạn và sáng tạo cùng diễn ra trên một vùng đất bé nhỏ như vậy đây chính là câu hỏi mà cuốn sách muốn giải đáp tại sao là israel mà không phải nơi nào khác nghịch cảnh là nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng israel trong nghịch cảnh người ta sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ bé và thường xuyên bị đe dọa như Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cũng phát triển một cách kiêu hãnh và ấn tượng như Israel. Nhưng không có một nước nào có thể sản sinh ra văn hóa kinh doanh chưa nói đến hàng loạt công ty khởi nghiệp như Israel đã làm. Trong đó, nhiều người phỏng đoán yếu tố Do Thái đã góp phần không nhỏ. Khái niệm cho rằng dân tộc Do Thái rất thông minh đã ăn sâu vào tiềm thức phương Tây ngay cả nhóm tác giả chúng tôi cũng thấy điều này khi chúng tôi nói với ai đó rằng mình đang viết một cuốn sách tại sao israel lại sáng tạo đến vậy thì nhiều người đã phản ứng lại và nói đơn giản thôi người do thái rất thông minh nên không có gì ngạc nhiên khi israel lại sáng tạo đến vậy do vậy thành công của israel bị mặc định bằng một định kiến xã hội mờ mịt hơn là sự thật ngay từ khi lập quốc dân số tuy ít ỏi của israel lại có nguồn gốc từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Những người tị nạn do Thái đến từ Iraq, Ba Lan hoặc Ethiopia đương nhiên không thể chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nền giáo dục, văn hóa hoặc lịch sử, ít nhất là hai thiên niên kỷ trước, như nhà kinh tế học người Ireland. David McWilliams giải thích, Israel không phải một quốc gia do Thái đa chiều như quan niệm truyền thống, mà nên được xem như một mảnh đất độc thần nếu cưu mang dân tộc do thái một dân tộc mang theo mình tinh hoa văn hóa ngôn ngữ và truyền thống của mọi dân tộc trên thế giới rõ ràng bí quyết thành công của israel không chỉ phụ thuộc vào tài năng của từng cá nhân trên thế giới không thiếu những cá nhân tài năng với số lượng còn nhiều hơn cả israel singapore là một ví dụ quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới về điểm kiểm tra toán và khoa học nhiều doanh nghiệp đa quốc gia cũng đã mở chi nhánh ở những nước như Ireland hay Ấn Độ. Nhưng chúng tôi không xây dựng các bộ phận chiến lược ở đó. Google, Cisco, Microsoft, Intel, eBay, vân vân, ai cũng có thể cả. Bí quyết của chúng tôi là giao sinh mạng công ty vào tay đội ngũ nhân viên ở Israel. Đây không chỉ đơn thuần là gia công dịch vụ như đặt tổng đài điện thoại tại Ấn Độ hay thành lập phòng IT ở Ireland. Điều chúng tôi làm ở Israel là độc nhất vô nhị. Một nguyên nhân khác hay được nhắc tới là ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Israel vốn đã tạo ra nhiều công ty con thành công. Nhưng đây mới chỉ là một phần của câu trả lời. Vì nó không lý giải được lý do tại sao nhiều quốc gia cũng sở hữu quân đội hùng mạnh vẫn không tạo ra thành công tương tự cho khu vực tư nhân. Và việc chuyển hướng nguyên nhân sang khu vực quân sự chỉ làm nảy sinh một câu hỏi mới. Vậy Quân đội Israel có bí quyết gì để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước? Thậm chí, ngay cả dưới ảnh hưởng của quân đội, tại sao đến bây giờ các doanh nghiệp trong ngành an ninh nội địa, quốc phòng và chống khủng bố của Israel cũng chỉ đóng góp chưa đến 5% tổng GDP của nước này? Câu trả lời thật sự ác phải rộng lớn và sâu xa hơn thế. Nó phải liên quan đến những cá nhân làm kinh tế như Shai Agassi, biểu tượng của nước Israel mới đây không chỉ là câu chuyện của tài năng, mà còn là lòng kiên trì, ý chí bền bỉ của sự đặt câu hỏi không mệt mỏi với nhà cầm quyền, của sự thoải mái ung dung kết hợp với thái độ lạc quan trước thất bại, tinh thần tập thể, sứ mạng, rủi ro và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, người Israel quá bận rộn trong việc thành lập các doanh nghiệp để có thể ngồi lại và sâu chuỗi câu chuyện thành công của họ, làm bài học cho các quốc gia khác cũng như các tập đoàn và doanh nghiệp khác. Đây chính là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để hiểu về phép màu kinh tế của Israel. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang gặp một số vấn đề mang tính nền tảng, dù quốc gia Bắc Mỹ này vẫn là được xem là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Trước khi khủng hoảng năm 2008 diễn ra, giới quan sát cuộc chạy đua cách tân công nghệ đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Mỹ. Curtis Conson vì nghiên cứu Stanford dự đoán, Ấn Độ và Trung Quốc là những cơn sóng thần sắp nhấn chìm nước Mỹ. Ông dự báo công nghệ sản xuất thiết bị y tế, các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Mỹ sẽ sớm thua cuộc, dẫn đến hậu quả là hàng triệu người mất việc, tương tự như trong thập niên 1980 khi Nhật Bản qua mặt Mỹ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Lối thoát duy nhất, theo Konsen, là người Mỹ phải học cách cải tiến những gì đã có cùng với việc phát triển các ngành hoàn toàn mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học và các mảng dựa trên khoa học khác. Theo cách diễn đạt của John Cow, giảng viên khoa học kinh tế Đại học Harvard, nước Mỹ đang tiến nhanh vào dĩ vãng, là con bò già nua đang cạn kiệt bầu sữa, dần đánh mất hệ thống ý thức về mục đích, cũng như ngọn lửa quyết tâm đạt được mục đích đó. Kinh tế suy thoái buộc nhân loại phải chú trọng hơn đến sự cách tân Khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ sau sự sụp đổ của thị trường bất động sản, vốn bắt nguồn từ các sai lầm tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nói cách khác, sự thịnh vượng giả tạo trước đó được xây dựng trên những bong bóng dễ vỡ, thay vì sự tăng trưởng sản xuất mang tính chất bền vững và đáng tin cậy hơn đối với nền kinh tế. Theo Robert Solow, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, cải tiến công nghệ là chìa khóa duy nhất đưa đến năng suất cao và tăng trưởng. Đây là giải pháp đã được chứng minh là duy nhất để thúc đẩy nền kinh tế tiến lên, nhất là sự cách tân đến từ các doanh nghiệp mới thành lập, start-up. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ, từ năm 1980 đến năm 2005, những doanh nghiệp tạo ra nhiều công an việc làm nhất đều có tuổi đời dưới 5 năm. Chuyên gia kinh tế Carl Scram, Giám đốc quỹ Carmen Foundation, quỹ chuyên nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới thành lập khẳng định để duy trì vị thế dẫn đầu nền kinh tế thế giới nước mỹ phải lấy tinh thần khởi nghiệp làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo thiếu tinh thần này chúng ta sẽ không có đòn bẩy thực tế là nhiều điển hình doanh nghiệp bao gồm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các công ty quy mô vừa và nhỏ hoạt động trong các ngách của thị trường nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi những ngách đó nhưng israel lại tập trung phát triển tinh thần khởi nghiệp tăng trưởng cao là những doanh nghiệp mới thành lập và có đủ khả năng thay đổi cục diện các ngành công nghiệp toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp này độc đáo ở chỗ nó sử dụng những nhân tài đặc biệt từ kỹ sư cho đến các nhà quản lý và chuyên viên tiếp thị nhằm thương mại hóa bất kỳ ý tưởng cách tân khả thi nào. Dĩ nhiên, Israel không hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro thất bại dành cho các doanh nghiệp mới thành lập. Song, văn hóa và truyền thống của Israel phản ánh một thái độ độc đáo dành cho thất bại họ liên tục cố gắng vực dậy một doanh nghiệp thất bại hơn là để mặc nó chết yểu trong hệ thống theo báo cáo của hãng tư vấn quản lý quốc tế Monitor Group ở israel khi một doanh nghiệp thành công nó sẽ giúp cải cách thị trường nhưng nếu thất bại nó vẫn tạo ra áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đang hoạt động từ đó tiếp tục kích thích thị trường phát triển nói ngắn gọn israel là đất nước của sự cách tân và óc sáng tạo phương Tây cần sự cách tân, Israel luôn có. Hiểu được nguồn năng lượng khởi nghiệp này bắt nguồn từ đâu, sẽ đi về đâu, làm sao để có được nó, và làm thế nào để các nước trên thế giới học hỏi được từ Israel, là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho thế hệ chúng ta. FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.